cô mù à? Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ạ. Vâng, bây giờ em mang tiền đến. Đây là cả visit của cháu. Có gì cô cứ gọi cho cháu nhá. Ôi trời, đau quá. Ai rồi đau quá. Ôi trời ơi. Vừa nãy bà còn bình thường mà. Cô va vào tôi. Cô phải có trách nhiệm. Bây giờ mà bà muốn đền bao nhiêu? 5 triệu. Thế thì quá ăn cướp à? Nếu cô không đưa, ngày nào tôi cũng gọi điện đến để đòi tiền. Năm triệu không có. Cô đùa tôi đấy à? Lại là bà. Cháu hết tiền rồi. Cái túi 10 triệu thôi gì? Chiều anh mua cho em nhá. Thế bao giờ em mới có tiền? Anh cần gấp lắm rồi đấy. Cháu gái à, đừng nhẹ dạ cả tin để thằng khốn nó lừa.